Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel của em thì cũng để tiếp nối cái series về nhà xe Mazda đúng không ạ? Chúng ta có một đầu xe thật sự là quá nhiều phiên bản mà lựa chọn nó cũng đau hết cả đầu. Mazda 3. Một mẫu xe tầm C không quá nổi trội nhưng tuy nhiên thì lại rất hút khách hàng trẻ và nhiều các bác xem YouTube cũng hỏi qua về em cái giá bán, chương trình khuyến mại trong Ngâu. Thì ok, mình cứ đi lần lượt nhé. Mazda 3 phiên bản 1.5 Deluxe. Đó. Thì hiện nay 669 triệu đồng. Tại Mazda Bắc Ninh thì đang giảm 25 triệu đồng và tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Rồi, chương trình dành cho mẫu Mazda 3 sedan hiện nay thì đang áp dụng chung một chương trình khuyến mại cho cả ba đầu xe như là Deluxe, Luxury hay Premium là giảm từ 20 đến 25 triệu và tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ theo xe nhé. Cái này thực ra mình nếu khéo có thể thương lượng thêm quy đổi về một chút phụ kiện để chúng ta đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu đi xe. Ba phiên bản có mức giá lần lượt là 669 thì chúng ta lăn bánh vào khoảng gần 700. Luxury 729 thì lăn bánh vào khoảng 770 đến 780 triệu. Premium thì là 799 thì chúng ta sẽ lăn bánh vào khoảng suýt soát 800 nhé. Mazda 3 mà phiên bản hatchback sport thể thao ấy ạ, thì cái chương trình khuyến mại nó sẽ hơi khác một chút, có một mẫu số mẫu sẽ được giảm nhiều, số mẫu giảm ít nhé. Như 1.5 Luxury 744 triệu thì đã chỉ giảm 15 triệu và tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Thì mức giá lăn bánh dự kiến nó sẽ dao động vào khoảng 820 đến 830 triệu. 1.5 Premium thì 799 chỉ giảm 15 triệu thôi, nó ít hơn phiên bản sedan 10 triệu, vẫn tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ nhé. Hai phiên bản đặc biệt là 2.0 Luxury và Premium thì đang có một mẫu mức khuyến mại tốt nhất là 40 đến 45 triệu và vẫn được tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Cái này thì thật ra là giá nó ngang với tầm VinFast rồi, khá cao so với VinFast thì quý chị có thể cân đối tham khảo thêm và cái mức giá lăn bánh sẽ dao động loanh quanh vào khoảng hơn 900. Đó, khi vay mua thì thật ra thì rất nhiều quý hàng mua Mazda vay mua trả góp và hay hỏi em cái giấy tờ thủ tục cần thiết là gì. Thì với mình là khách hàng cá nhân thì chuẩn bị giúp em là chứng minh thư này, đăng ký kết hôn, xác nhận độc thân, sổ khẩu và chứng minh thu nhập nhé. Cái chứng minh thu nhập khá là quan trọng đến phần lãi suất để chúng ta lựa chọn được một cái ngân hàng nó ưng ý và tối đa nhất về cái lãi suất mà mình có thể vay mua xe đó. Lương chuyển khoản hay sao kê tiền mặt thì đều ok. Với khách hàng doanh nghiệp thì các bạn chuẩn bị giúp em là báo cáo thuế, báo cáo tài chính trong 6 tháng hoặc 1 năm gần nhất, đăng ký kinh doanh, chứng minh thư của giám đốc, người đại diện pháp luật đó. Còn lại thì bên ngân hàng sẽ tư vấn làm sao tốt nhất quý anh chị về lãi suất và đơn giản hóa nhất về thủ tục. Quy trình vay mua trả góp thì các bạn có thể gửi gắm bên phía bán xe ô tô như phía bọn em để được tư vấn tốt nhất và hoàn thiện mọi cái về thủ tục giấy tờ. Thông thường chúng ta sẽ mất khoảng từ 4 đến 5 ngày không tính ngày nghỉ thì có thể nhận xe từ lúc quyết định ký hợp đồng vay mua trả góp ô tô mới nhé. Rồi, kiểm nhanh về cái giá bán và cái một số cái quy trình thủ tục trả góp khi chúng ta vay mua Mazda 3 tại thị trường Bắc Ninh. Nếu quý anh chị có nhu cầu thì mua xe cũ hoặc mới thì có thể liên hệ trực tiếp với em Hùng qua hotline đính kèm trên màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.